học theo Phật thực hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tức là giác ngộ được kiến giải của Phật. Nếu quý vị có lòng từ bi hỷ xả và tứ vô lượng tâm giống y như Phật, tức là đã kiến ngộ Phật rồi đó. Hỏi: trước đây không lâu, trong gia đình con có người qua đời. Nếu con muốn cho người thân được siêu độ vãng sanh, thì con nên phải làm sao? Đáp: gần đây tôi có nghe một tin là có một vị thượng tá ở Thái Lan chết và sống lại 3 lần. Theo như kinh nghiệm, ông nói rằng công đức cúng dường Tam Bảo là vô lượng và có thể siêu độ được lục thân, cha, mẹ, anh, em, vợ, con. Cho nên trước hết là tự mình không làm các điều ác mà làm các việc thiện. Đó là biện pháp duy nhất để siêu độ cho lục thân quyến thuộc. Hỏi: các đệ tử vùng Cao Hùng, Đài Loan rất cần sự chỉ dạy của Hòa Thượng. Chúng con có thể nào thỉnh Hòa Thượng đến đây để kiến lập đạo tràng được không? Đáp: tôi không có khả năng kiến lập đạo tràng. Nếu các vị muốn có người kiến lập đạo tràng thì tôi sẽ làm công nhân cho. Hỏi: xin hỏi, nếu bị nghiệp chướng trói buộc thì chúng con nên giải quyết như thế nào? Đáp: thì hãy đầu hàng nghiệp chướng. Hỏi: tình hình của thời kỳ tai kiếp, hoạn nạn xảy ra trên thế giới mỗi ngày càng một nhiều, vậy chúng ta nên làm sao để tiêu tai hóa giải, để tự cứu mình và cứu người đây? Đáp: thế gian này sẽ không còn tai kiếp nếu mọi người đều không nóng giận, không đấu tranh, không phá hoại lẫn nhau, và không có cảnh mày gạt gẫm tao thì tao gạt lại mày. Hỏi: bạn của đệ tử bị mù vì tai nạn xe cộ, dù cô ta đã tìm đến các bác sĩ nổi tiếng khắp nơi nhưng cũng không sao chữa trị được. Con thành khẩn xin sư phụ chỉ điểm cho, nên tìm cách chữa trị như thế nào thì bạn con mới được lành bệnh. Xin cảm ơn. Đáp: con nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phẩm Phổ Môn có 4 câu tụng: vô cấu thanh tịnh quang, huệ nhật phá chư ám, năng phục tai phong quả, phổ minh chiếu thế gian. Ánh sáng thanh tịnh không nhiễm dơ, mặt trời trí huệ phá đen tối, có thể điều phục nạn gió lửa, ánh sáng tỏa chiếu khắp thế gian. Chuyện đụng xe này cũng là do có tiền nhân hậu quả cả. Đại khái là kiếp trước, hoặc là bạn con đã làm mắt của chúng sanh nào đó bị mù, hoặc là bắn chim, hoặc là làm cho mắt của súc sanh nào đó bị tổn thương trước rồi mới giết. Cho nên đời này y phải bị quả báo như vậy. Chỉ là thế thôi, chứ không có gì khác cả. Hỏi: mọi người đều rất hiếu kỳ về thần thông của Ngài. Nghe nói Ngài thường chữa bệnh cho các tín đồ phải không? Đáp: người tu hành chân chánh thì không nói về chuyện thần thông. Người xuất gia chỉ nói về sự cầu đại trí huệ. Ha ha ha,